Bây giờ nạp Robux ở Việt Nam nó khá là dễ, các bạn vẫn có thể mua thẻ cào các bạn nạp. Truy cập ngay shop.robux.net ngày hôm nay để mua được Robux uy tín, giá rẻ và chất lượng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello và chào mừng các bạn quay trở lại với Gạo Nghiệp TV trong tựa game Nhà của tôi. Video này là một cái video để mình tổng hợp lại tất cả những thắc mắc cũng như là về cập nhật mới của tựa game này. Thì như các bạn đã biết á, là cách đây vài ngày cái tựa game Nhà hàng của tôi đã ra một cập nhật. Cái việc mà nó ra những món đồ mới á, nó làm cho tựa game này cày cuốc dễ hơn, thay đổi toàn bộ cái việc kiếm tiền. Do đó mình nghĩ là trong video này chúng ta nên thay đổi nhà hàng của mình, không còn quá tập trung vào những cái chiến thuật sắp xếp làm sao cho nhiều ghê nhất, cho nhiều bạn nhất. Bởi vì như mình nói, những vật phẩm mới nó cho các bạn kiếm tiền cực kỳ nhanh và hỗ trợ các bạn kiếm tiền cực kỳ nhiều. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về vấn đề là auto click. Nhiều bạn nói với mình là anh ơi, làm cách nào để em thấy treo máy hơn 20 phút trong game khi mà em chơi máy tính mà không bị kích. Vấn đề này mình cũng đã nói cách đây khoảng vài năm rồi, nhưng mà bây giờ trong video này sẵn tiện mình sẽ hướng dẫn và nói lại cho bạn luôn. Thì như bạn thấy là đối với mình á, mình khuyên các bạn nên xài phần mềm là GS Auto Clicker. Thì để tải nó như thế nào các bạn chỉ việc lên Google, các bạn gõ cái từ GS Auto Clicker thì ngay cái trang đầu tiên chính là cái trang chủ của nó. Các bạn bấm vô thì sẽ có một cái nút download màu xanh lá cây, chỉ cần bấm vô nó download về cài đặt, như vậy là xong. À mà khoan, trước khi mình hướng dẫn các bạn sử dụng Auto Clicker ha, thì chúng ta sẽ nói về một cái thông tin. Đó chính là David, người viết code cho tựa game Nhà hàng của tôi, có một thông báo. Như là tôi đã nói, cái cập nhật tiếp theo, không biết chừng nào nha, cập nhật tiếp theo của tựa game Nhà hàng sẽ trở nên cực kỳ gọi là đặc biệt nếu mà Breton, tức là BB2Game và tôi cho ra mắt. Nó sẽ là một cái cập nhật mà trước giờ chưa có một tựa game Prolog nào xuất hiện. Thì anh ta nói là vài tuần nữa mới ra mắt, thì không biết là mỗi tuần, nghĩa là thứ bảy chủ nhật tuần này, tựa game có cập nhật tiếp hay không. Rồi ok, bây giờ mình quay lại vấn đề là auto click nha. Khi các bạn cài đặt xong, mở phần mềm GS Auto Clicker lên, các bạn cần chú ý những gì? Prolog họ sẽ kích các bạn ra nếu các bạn treo máy quá 20 phút. Là 20 phút các bạn treo PC á, không đụng gì tới bàn phím, không đụng gì tới con chuột, thì nó sẽ kích các bạn ra. Chúng ta sẽ bật auto click lên và thiết lập cho nó làm sao dưới 20 phút click chuột một lần. Và phần mềm auto click này á, cũng sử dụng cho những cái tựa game treo máy và cài cuốc như Anime Fighting, Skyblock vân vân. Nếu các bạn muốn treo máy trong game, khi các bạn mở phần mềm lên, các bạn sẽ lưu ý vấn đề này. Đầu tiên á là cái chỗ này nè, Fresh, nhấn một cái nút gì đó để click đúng không? Thì mình sẽ bấm vô. Các bạn muốn kích hoạt chế độ auto click. Ví dụ như là mình dùng cái phím này đi. Các bạn dùng phím gì cũng được ha, để thay đổi phím các bạn click vô cái chữ nè, click and stop nè. Click vô ha. Ví dụ mình chọn nút T đi ha, rồi ok. Thì khi bạn nhấn nút T trên bàn phím thì nó sẽ kích hoạt chế độ auto click. Và bấm nút T một lần nữa thì nó sẽ tắt. Cái vấn đề thứ hai đó chính là thiết lập chế độ auto click. Đầu tiên bấm vào option nè, clicking nè. Cái option này thì cũng không quan trọng ha, nó cho các bạn là các bạn muốn click chuột trái hay là chuột phải vân vân. Thì mình nghĩ đa số chúng ta đều click chuột trái để chơi game thôi, cho nên cứ để nguyên ha, left single. Cái thứ hai các bạn cần quan tâm đó là repeat. Thì khi bật cái khung này lên, các bạn sẽ chọn cái phần repeat until stop cho mình, tức là bật một lần thì nó sẽ kích hoạt auto click, bấm một lần nữa thì nó sẽ tắt. Ở đây có các mốc thời gian ha, giờ nè, phút nè, giây nè, mili giây nè. Thì ở đây mình đặt đó là 200 mili giây. 1 giây bằng 1.000 mili giây. Tốc độ này rất thích hợp cho các bạn chơi những tựa game như là Anime Fighting á, treo máy quơ kiếm quơ đồ các bạn. Còn nếu các bạn chơi những tựa game treo máy để chống kích thì các bạn cứ cho cái chỗ này nè. Ví dụ mình cho là khoảng tầm 5 phút nè, mình cho 8 phút nè vân vân, tùy theo các bạn thôi. Sau đó bấm OK. Thì để làm sao chắc chắn là phần mềm auto click các bạn có hoạt động không, hãy đưa vào một cái nút bất kỳ. Ví dụ hồi nãy mình chọn cái dấu sẹt xuống đúng không? Thì bây giờ mình sẽ bấm dấu sẹt xuống. Bam. Đấy, thì các bạn thấy là nó có hiệu quả rồi. Như vậy chứng tỏ auto click đã được kích hoạt. Rồi cứ như vậy thôi, mình cứ treo máy trong game là sẽ không bao giờ bị kích, trừ một trường hợp là Prolog họ tự shut down server hoặc là internet các bạn quá cùi thì nó mới thoát ra ngoài thôi. Đó là cách mình hay thiết lập. Còn nếu các bạn muốn chơi những game mà treo máy để chém rồi cày cuốc ấy, thì mình sẽ thường cho là 200 mili giây hoặc là 300. Rồi được chưa? Hãy lên Google search GS Auto Clicker, mình không quảng cáo, mình chỉ giới thiệu các bạn những phần mềm mình thấy là hiệu quả thôi. Qua tới vấn đề thứ hai, đó chính là mình đã thay đổi nhà hàng của mình. Do phiên bản kỳ này á, chúng ta có những cái thứ rất là hay ho mà mình khuyên các bạn nên thay đổi và nên tập trung đầu tư mua trước. Ôi, 50.000 tiền luôn các bạn, insane. Hình như đây cũng là cấp độ gần như là cao nhất, hiếm nhất của cái giếng rồi đúng không? Các bạn nếu có tiền á, hãy tập trung, đừng bỏ tiền mua những cái Royal Table mà hãy mua vào cái máy đánh bạc nè, slot machine nè. Cái máy này cực kỳ xịn sò luôn. Nhưng mà đối với cái máy này á, các bạn phải chơi. Các bạn không thể treo máy được. Tại vì treo máy các bạn đâu thể kích hoạt được đâu. 10 phút các bạn có thể kích hoạt một lần. Bỏ 10.000 tiền đánh bạc vô cái máy này, có thể kích hoạt được một lần, quay may mắn. Cái tờ tiền này ha là chúng ta double profit.
gấp đôi tiền trong bao nhiêu phút đó. Cái loa này á, là chúng ta sẽ có advertising campaign, số lượng khách hàng vô nhà hàng mình sẽ đông hơn. Cái bếp lò là nấu nhanh hơn. VIP là một khách hàng VIP, khách hàng VIP nha. Cái mắt kính là celebrity, một khách hàng gọi là người nổi tiếng. Do đó mình mới nói á, là các bạn chỉ cần tích 777.000 tiền đúng không ta? Ừ đúng rồi, 777.000 tiền để mua cái máy này đầu tiên. Treo máy làm sao đó tới 700.000 tiền quất cái máy này ngay cho mình. Bếp lò bàn ghế thì đương nhiên cứ upgrade, cứ nâng cấp từ từ ha. Rồi sau đó các bạn hãy nghĩ tới cái gì? Sau đó các bạn hãy nghĩ tới là cái giếng. Hai vật phẩm này là hai vật phẩm búp nha các bạn. Còn cái the screen này thì mình các bạn bỏ đi. 10 triệu tiền mà bây giờ nó bị nớp xuống còn 48 tiếng rồi. Cái kim cương này các bạn mua cũng được ha, nhưng mà tối đa là mua 15 cái với là trên wiki nó ghi thôi. Bởi vì 15 cái hay là 66 cái, 100 cái nó cũng không hơn nhau bao nhiêu phần trăm cả, rất là thấp luôn. Sau vài ngày gài cuốc thì bây giờ mình đã có là hai cái bàn của Royal Table cũng như là 12 cái ghế. Các bạn thấy bây giờ cái tầng 2 của mình để những cái ghế của VIP. Còn tầng 1 của mình á thì hầu như không để những cái ghế của VIP. Đây là cái nhà hàng của mình đã tự sắp xếp lại, mình không biết là có trùng với ai không. Nhưng mà mình nghĩ như vậy là hợp lý. Có bàn Royal Table á, dành cho VIP á, thì cứ đem lên tầng 2 nha. Tầng 2 dùng để những cái bàn cho Royal Table cũng như là đồ trang trí. Đây thì mình sẽ show ra cho các bạn coi về chiến thuật mình sắp xếp. Cái này mình tự thiết lập nha. Cái chỗ tím tím này là cửa ra vào nè. Cách một ô ha thì bạn sẽ để cái bàn Tiki Table để dọc cho mình. Thì sẽ để được 4 cái, đây 1 cái, đây 1 cái. Rồi cách một ô thì các bạn sẽ cho một cái dãy bàn từ bên trái qua bên phải luôn. Phía xa xa, phía cuối nhà hàng cũng là một hàng bàn như vậy. Nó cũng giống như là cái phiên bản trước. Thì chúng ta cho 1, 2, 3, 4, 5. Từ cửa trên vô 5 ô, ô thứ 6 là chúng ta sẽ cho 4 cái bếp lò nha. Cái màu xanh lá cây là bếp lò nè, stove nè. 4 cái xếp thành một hình vuông. Rồi cái đồ rửa chén thì mình cho 2 cái thôi. Cái bàn order stand thì 1 cái ha. Bên trái là 1, 2, 3 nè. Cách từ bức tường vô 1 ô ha. 1, 2, 3. Đây cũng vậy là 4, 5, 6. Bên kia đối xứng ha. Là chúng ta có 12 cái bàn rồi. Còn lại thì các bạn cứ cho ghế thôi. Ở đây các bạn thấy có cái chữ special đúng không? Như mình nói là bây giờ chúng ta kiếm tiền nó dễ hơn rồi. Cho nên 4 cái ô đầu tiên này mình sẽ không để bàn, mà mình sẽ để những cái vật đặc biệt, như là nếu các bạn mà không có tiền á, không có robot mua những cái tip jar nè, thì các bạn để những cái bubble gum, gumball machine ha. Gumball machine này á, thì các bạn chỉ để được 2 cái thôi, bởi vì nó tốn 2 ô diện tích. À và cái chiến thuật này chúng ta lại quay lại nha, là một bàn có 4 ghế, không phải là 6 ghế nữa, một bàn chỉ có 4 ghế thôi. Với lại cái chỗ này nè, các bạn thấy cái bàn này có 3 ghế đúng không? 1, 2, 3. Nếu các bạn mới chơi thì mình khuyên các bạn nên bỏ cái bàn này luôn. Nếu bạn bỏ cái bàn ra thì nó còn 5 ô, 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn có thể thay bằng những cái bếp lò, những cái đồ rửa chén để cho nhà hàng các bạn nó phục vụ nhanh hơn, bởi vì số lượng nó nhiều mà. Rồi, nội dung chỉ như vậy thôi. Bây giờ để xem với 10 phút mình sẽ có bao nhiêu tiền nha. Bỏ 10.000 tiền nè. Bam bam. Mình đang có là 65.000 tiền. Bắt đầu tính từ mốc này nha. Sẽ có 3 vị khách celebrity customer. Vị khách này trả tiền gấp 5 lần ha. Và cho các bạn số lượng khách hàng đi vô gấp đôi trong 2 phút đầu tiên. Rồi hồi nãy là mình có 566.000 tiền. Bây giờ mình sẽ treo máy 10 phút để xem hiệu quả bây giờ chúng ta sẽ kiếm bao nhiêu tiền nha. Ok, thì như các bạn thấy là cái búp gọi là cái slot machine này cũng đã gần hết thời gian cooldown của nó. Thời gian cooldown là 10 phút ha. Rồi hết rồi. Như vậy bạn thấy đã đúng 10 phút trôi qua. Và số tiền mình hiện tại đang có là khoảng tầm 844.000 tiền. Tính sơ sơ thì chúng ta đã kiếm hơn 250 hết ta. Như vậy các bạn cứ nhân lên ha. Một tiếng là 60 phút, mình cứ nhân 6 lên. Và với cái dàn nhà hàng của mình bây giờ, mình có thể kiếm được một cái ghế Royal Table trong một tiếng. Do một cái ghế này 1 triệu rưỡi tiền mà. Nó cũng tùy thuộc vào cái búp nữa các bạn. Bây giờ mình búp thêm nha, tốn 10.000 tiền. Cho chúng ta thêm một khách hàng celebrity nè. Hyperstore trong 5 phút nè. Và double tiền trong 3 phút. Ngon chưa? Ok, thì trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta autoclick, chống kích, cũng như là đưa ra lời khuyên những bạn nào mới bắt đầu chơi nên sắp xếp nhà hàng của mình như nào và tập trung tiền mua cái gì đầu tiên, đó chính là cái máy này, tàn tan. Hy vọng bạn thích video này và chúng ta hãy cùng chờ những cập nhật tiếp theo của từ game nhà hàng của tôi nha. Cảm ơn các bạn theo dõi, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.